lời được và để hồn ta đồng điệu cùng tác giả. Hãy hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Tiếp tục một lần nữa. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau đó, hãy nhẹ nhàng cầm cuốn sách của mình lên, cảm nhận sự tiếp giáp của bàn tay với bìa sách, với từng trang sách. Chúng ta ôm sách như tình thương của mẹ ôm lấy con mình. Chúng ta từ từ nhắm mắt lại, quán tưởng và gửi lời biết ơn, đọc thầm trong tâm mình. Con xin biết ơn các vị thầy tổ và cha mẹ đã dạy dỗ cho con hiểu sự học là đáng quý biết nhường nào. Con xin biết ơn tác giả đã dày công biên soạn cuốn sách tinh hoa này. Con xin biết ơn công phu lao tác của biết bao người để xuất bản, in ấn cuốn sách này. Con xin biết ơn chính mình đã nhận ra sự học là sự nghiệp để tu rèn mỗi ngày. Con xin nguyện học tập suốt đời để không phụ công thầy tổ và cha mẹ đã tin tưởng, chở che. Từ nay về sau, con sẽ biết trân trọng, nâng niu sách vở và tri thức để mỗi ngày trôi qua là một ngày hướng về ánh sáng. Hãy từ từ mở mắt ra, mỉm cười với sách. Chúc bạn sẽ có một quãng thời gian đọc sách thật hiệu quả. Rồi, và cả nhà mình cùng từ từ mở mắt ra. Rồi, cả nhà mình à, những ai mà chưa mình chưa nói thì mình có thể tắt mic giúp em nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng review lại một chút những ngày vừa qua chúng ta đã làm gì nha. Làm gì cùng nhau ạ. Chị Duyên ơi, mình tắt mic giúp em nha. Và bây giờ những ai mình đã hoàn thành bài tập ngày hôm qua, bao gồm việc giới thiệu trên nhóm Facebook và kết nối với hai người bạn của mình ạ, thì mà mình có thể gọi xuống ô chat là tôi đã hoàn thành đúng không ạ? À, chị Huyền Sâu đã hoàn thành. Chị Phương cũng đã hoàn thành. Khánh Chi, Anh Toàn. Chị Như rồi. Chị Phúc Vân, chị Oanh đã. Còn những ai mình chưa hoàn thành hoặc là mình chưa biết bài tập nằm ở đâu hay là làm như thế nào thì mình có thể gõ số 1 đúng không ạ?
Có chị Trâm Lê này, có chị Hương là chưa viết bài tập, chưa hoàn thành hoặc là chưa viết bài tập nằm ở đâu này. Rồi, cả nhà mình cứ không sao, cứ trung thực để tấn công, mình cùng review để mình biết được truyền thống của mình, nội bộ của mình đã đang có vấn đề gì vậy. Rồi, có chị, có anh Yên cũng chưa biết, chưa cũng chưa hoàn thành. Rồi, có ai nữa? Chị Trâm lấy vào nhóm nhưng mà chưa được duyệt. Hết chưa? Các thành viên của mình đã review hết chưa? Ngày hôm qua hết chưa? Rồi. Bây giờ các thành viên ngoài cái lý do là ngoài có thể là ngoài lý do là mình bận quá, mình quên, mình quên, mình chưa có làm được bài tập thì mình đang gặp khó khăn gì đi, thì mình có thể chat trong khung chat, hoặc là mình mới đầu tiên nhờ Khánh Chí hoặc là nhờ mấy bạn có thể duyệt chị em ạ. Vì sao? Vì chúng ta sẽ có cái rất là quan trọng này là chúng ta cũng làm bài tập nên ngay từ bước đầu chúng ta ra làm đúng thì chúng ta mới có thể làm được ạ. Các chị Hương xin phép làm bài tập muộn. À làm nhưng mà làm chưa đủ rồi. Cả nhà mình có quan sát thấy cái cách mà chúng ta đang đang làm. Thứ nhất là vào được cách mà chúng ta đang làm bây giờ là chúng ta đang đi kết nối với những người khác. Chúng ta vào nhóm Zalo của nhóm, vào nhóm Facebook. Đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm cùng, sẽ hướng dẫn và làm với các thành viên trong cái giai đoạn đầu đấy ạ. Cách mà chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ áp dụng và chia sẻ lại cho thành viên đấy cả nhà. Đó và cả nhà mình cảm thấy thế nào khi mà đi kết nối với một người là trong nhóm? Bây giờ em hỏi ngẫu nhiên nha. Mọi người im lặng quá là em sợ mọi người đi ngủ luôn mất. Em thử hỏi anh Thanh nhé. Các chị thì dễ kết nối hơn với các thành viên. Bây giờ em sẽ hỏi anh Thanh xem là ngày hôm qua anh làm bài tập kết nối với hai người bạn thì anh đã kết nối với ai và anh đã biết được gì về hai người bạn của mình ạ? Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Hôm qua thì cũng đã làm bài tập nhưng mà gặp một chút trục trặc là cái cách mình vào nó sai. Sai thứ nhất là vào cái khóa K2 trước đây. Cái sai thứ hai nữa là vào một cái Facebook cộng đồng lớn cho nên là không được duyệt. Thế mình có hỏi Minh Châu có giới thiệu qua cái K3 của mình và vào đã giới thiệu bản thân cũng như là chào hỏi mọi người trong đó và có hai ba đồng nghiệp cũng có liên lạc qua Zalo với mình, một bạn là quê Tam Dương Vĩnh Phúc tên là Yên và một bạn nữa là ở quê ở đâu đó không nhớ tên là Yên và có một bạn nữa tên là Anh Thư, có ba bốn bạn là cũng đã trao đổi và giao lưu với mình. Còn trong một số bạn đó thì có những bạn nghề nghiệp như là sinh viên hay là ví dụ như là giáo viên hay là người làm việc tự do. Đây là một số cái công việc hôm qua mình đã làm như vậy. Xin hết. Anh có cảm nhận như thế nào khi mà
nói chuyện với những người lạ như vậy ạ? Cảm thấy là rất là háo hức và muốn được xem những thành viên trong gia đình mình. Thì đầu tiên thì cũng mạnh dạn làm trong ban phụng sự này, cho nên là cũng một phần tò mò, một phần cũng thấy cái sự trao đổi hay là cái công việc mà nó sẽ diễn ra như thế nào mình cũng chưa biết, nên là đang có tâm trạng là cũng háo hức và muốn bắt đầu ưu nhược điểm của nhau, hay là những cái đam mê hay sở trường hay những công việc đang làm. Đây là cái mà cũng rất muốn tìm hiểu. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn anh Thành. Rồi, em tự hỏi một chị nào nha. Chị cũng em chưa có dịp được làm việc cùng nhau thì em mời chị Thanh Trang nha. Mình có thể chia sẻ cảm nhận của mình với cái bài học ba bài tập ngày hôm qua. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe rõ âm thanh của em không ạ? Dạ, có ai nghe Dạ rõ rõ, rõ không? dạ. Bài tập hôm qua có Rồi bây giờ chúng ta cùng điểm lại một chút nha. Nếu bây giờ chúng ta đang đóng vai trò là một chúng ta đang thực tập về việc là đóng vai trò vừa là thành viên cũng như là vừa học cái cách mà chúng ta sẽ kết nối với chúng ta sẽ gọi là leader của một nhóm. Hành trình đi cả nhà, có những cái sự dè dặt, có những cái sự e ngại, hoặc là có những sự bỡ ngỡ không biết vào Facebook chỗ nào, không biết vào Zalo nhóm ra sao. Đó, rất là nhiều cái sẽ là nhiều trải nghiệm mà các thành viên họ sẽ gặp phải, mà cũng như chúng ta đang gặp phải đây. Thì theo cả nhà mình thì mình sẽ làm gì với những cái vấn đề khó khăn của học viên như vậy ạ? Điều gì đầu tiên là họ sẽ tìm đến ai đầu tiên ạ, và mình sẽ có cái cách khắc phục nào ạ? Rồi mọi người đang review rất là nhiều, bởi trước thời gian mở lòng dần dần này. Rồi chủ động kết nối, chủ động nhắn tin hỏi han, tin đến ban cán sự hoặc ban tổ chức, ra đi sự đó chủ động và lắng nghe đồng cảm, hỏi ban cán sự nhà. Chủ động kết nối với các thành viên và tạo bầu không khí tích cực. Rồi tuyệt vời quá. Rồi gì nữa? Mình thầm câu hô hào của mình hảo lắm hơn hơn cả phụng sự.
Sự đoàn kết bạn hiểu và thương. Những người cùng trong ban phòng sự thì đều có tư tưởng và đam mê sách sống cống hiến nên cũng dễ tiếp cận. Rồi mình sẽ có rất là nhiều chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì trước khi biết cái bước mà chúng ta sẽ hỏi hàn các thành viên hàn ai đó thì điều mà chúng ta cần nắm vững là cái gì ạ? Có phải là chúng ta phải nắm rõ được các cái thông tin để mình có thể trả lời cho thành viên được không ạ? Bây giờ không vào được Facebook, thành viên không vào được Facebook, bây giờ mình cũng phải hiểu rõ thành viên đang gặp vấn đề gì để hỗ trợ đúng không ạ? Thì cách đầu tiên mà chúng ta, cái bước đầu tiên, cái bước chuẩn bị đó là chúng ta phải hiểu rõ được cái thông tin nội bộ thông suốt từ ban tổ chức cho đến các ban phụng sự, tất cả mọi cái thông tin. Rồi cái tiếp theo là cái gì nữa? Chúng ta sẽ có gặp trường hợp là nhắn tin, gọi điện nhưng mà các thành viên sẽ không hề không trả lời. Đợt trước văn hóa vùng cáo thì có các chị gặp phải vấn đề giữa khóc giữa cười là mất sóng mất mạng đó, gọi rất là nhiều lần mà các thầy cô không có nghe máy đó, hoặc là đang trong cái giờ hành chính thì là đang đi dạy, rất là nhiều lý do để chúng ta phải có thể gọi là nản chí khi mà kết nối với các thành viên. Thì hãy kết nối, chúng ta sẽ cảm nhận rất là nhiều với cái giai đoạn đầu ạ. Và khi mà chúng ta kết nối được với các thành viên thì nó sẽ rất dễ. Vậy thì công việc ngày hôm nay của chúng ta là gì ạ? Hãy biến cái nhóm Zalo nhóm của mình làm những cái việc mà chúng ta sẽ làm với các thành viên. Chúng ta đi thăm hỏi các thành viên khác, chúng ta tăng tương tác trong nhóm của mình lên. Đừng để cái nhóm của mình chết yểu quá 6 giờ nhé cả nhà. Lâu lâu mình thả một cái tin gì đó cho cả nhà mình cùng suy ngẫm bình luận cũng được, một cái tin nào đó giúp cho mọi người, một cái chia sẻ, một cái video, một cái văn bản hoặc là một cái điều gì đó nó giúp cho mọi người có thể kết nối với nhau và có thể tư duy tốt hơn đó. Rồi cả nhà mình có một cái điều mà em sáng nay muốn chia sẻ cho cả nhà mình, đó là chúng ta sẽ cùng nhau một chút đâu thì chúng ta sẽ review lại cái các cái hoạt động của nhà mình nha, để xem là chúng ta đang thực hiện như thế nào với văn hóa, với các văn hóa mà hôm bây giờ chúng ta sẽ ghim hai cái văn hóa đầu tiên mà chúng ta sẽ cần ngày hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện, đó là văn hóa số 4 và văn hóa số 5. Đó là cái văn hóa về thắp đuốc và văn hóa xác nhận. Với văn hóa thắp đuốc có nghĩa là chúng ta sẽ thắp đuốc cho những người bạn trong nhóm của mình, soi sáng thắp đuốc bằng việc là trao yêu thương, mở lòng với những cái lời nói chân thiện mỹ ạ. Và một cái mà em muốn mà người mình ghim đi ghim lại để làm gì ạ? Đây là cái cách để cho thông tin truyền thống nội bộ hay là ngoài bộ được thông suốt, đó là xác nhận bằng cách thả tim trong tin nhắn Zalo và xác nhận comment trên Facebook. Ngoài ra thì với những cái tin nhắn quan trọng trong nhóm Zalo mà ban tổ chức mà các bạn trong đội có các bạn có ghi cái chữ là xác, các anh chị em đọc tin và xác nhận, có nghĩa là cái chữ xác nhận nằm trong ngoặc kép và có nghĩa là mình phải xác nhận lại là tôi đã đọc tin hoặc là comment xuống là xác nhận ạ. Bây giờ mình thử review một chút cái nhóm của mình đang tình trạng tưới hoa.